Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, kênh chuyên đánh giá review các cái xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em sẽ gửi cho các bác về một cái video về một cái chiếc xe đạp đua có hình dáng rất là ký động học của thương hiệu Vsin. Thương hiệu này là thương hiệu của Ý các bác nhé, Vsin, Vsin V-Cat. Con này thì khung carbon toàn phần luôn, khung rồi càng đều carbon và có một cái hình dáng rất là khí động học. Đó, như các bác có thể nhìn thấy. Đây, các bác nhìn thấy này, gầm của chiếc xe này, gầm của chiếc xe này, xít bánh tạo ra một cái hình khí động học. Như là cái này là của những cái vận động viên mà chuyên nghiệp đấy. Andy Linh, Andy Groupman by Team C2, cái này là của đội đua ấy, khung carbon Vsin. Dòng này chất lượng rất là tốt các bác nhé. Phần sơn chiếc xe, và xe này là có đề can phản quang hết tất cả các cái lèn này. Khi mà tối mà khi mà có ánh sáng chiếu ngang qua ấy, là nó rực hết lên, nó rực lên, nó phản quang. Em sẽ lấy một cái đèn em soi qua xem. Đấy, đấy các bác nhá, các bác nhìn này, nó phản quang, nó ánh lên, đi dời tối rất là an toàn. Phản quang nó ánh lên, tức là tất cả những cái lèn màu ghi này là đề can phản quang hết, được in chìm vào trong khung. Đấy, và khung thì là hình dáng rất là khí động học. Toàn carbon, càng dẹp chém gió. Đó, càng dẹp chém gió. Hoa văn thì là tất cả đây là đều là cái đề can phản quang, được in chìm vào trong khung xe, khung to bản luôn, hình dáng khí động học, ôm cua cong theo lốp. Đấy là cái dòng dáng này thì kể cả cái dòng này cũng làm khí động học luôn. Túp đầu to xong đầu đuôi này túp lại, cọc yên cũng dẹp để giảm cái tối đa cái lực cản của gió dành cho các vận động viên. Thì con này để mà đua thì được nói xe thì được về phần sơn là có đề can phản quang, hình dáng khí động học, và được phát triển bởi cái đội đua là C2. Đấy, đây nó đề development team, và xe được trang bị bộ chuyển động full Shimano 105 từ đề đến đùi đến gạt đĩa đến cụm phanh. Cụm phanh Shimano 105 tay lắp 105, cụm phanh, bánh bi vòng, hai bánh bi vòng luôn, cọc yên carbon yên này. Và bây giờ em sẽ vào đo size cộng với lại test chuyển động cho bác xem nha. Size của chiếc xe thì tâm chụp đẹp này, đến cái khóa yên này là size 48 cm. Từ tâm cọc yên cho đến tâm cổ phốt là 50 51. Xe này phù hợp cho các bác từ 1m64 đến 1m74. Và bây giờ em sẽ, vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Chuyển số cho bác xem.
bên bán vượt mà. Xe được trang bị là 10 lít. Đó. Phát vào ra phát đấy. Em du đĩa đang đĩa to anh em xuống đĩa nhỏ lên này. Xuống này. Lên này. Bánh đi vào đây thôi nha. Vâng, kiểu dáng khung rất là khí động học, vi sim thương hiệu của Ý, dòng này xuất Ý và được sản xuất tại Đài Loan. Theo như tìm hiểu trên mạng là như vậy, Vixin, Vixin Air. Full Group 105, khung full carbon, được thiết kế bởi đội đua C2, dành cho vận động viên chuyên nghiệp. Nếu mà các bác mà thích đua bơi thì con này là khí động học thì tuyệt vời luôn. Đó, và lại có đề quang phản quang, các bác nào tập luyện buổi sáng hay buổi tối thì rất là an toàn, bởi vì toàn thân của nó là nó được phát sáng lên, khi mà có ánh đèn xe đối diện là nó phát sáng lên, nên là rất là an toàn, không bị xe đâm vào mình. Và xe có giá rất tốt bên em là 18.800.000, bao ship tận cửa nhà cho các bác, chuyển hết tiền. Các bác nào quan tâm đến chiếc xe thì nhắn Zalo trên điện thoại màn hình, số Zalo 0975 709 943. Và ngoài ra các bác nhớ ấn đăng ký kênh, cũng ấn chuông để theo dõi các cái xe đạp khác bọn em đưa lên trên kênh nhé. YouTube nó sẽ gửi, khi mà ấn đăng ký thì YouTube nó sẽ gửi thông báo vào điện thoại màn hình của các bác. Và cảm ơn các bác đã xem video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.